những loại nước uống sai cách thành, thuốc độc, những loại đồ uống không nên uống vào sáng sớm, nước trà để qua đêm. Nước trà đã pha nếu để lâu sẽ khiến các chất trong trà như axit amin, các loại đường trở thành dưỡng chất giúp vi khuẩn và nấm sinh sôi phát triển. Nước muối loãng. Sở dĩ mọi người dùng nước muối loãng làm nước uống đầu tiên, sau khi thức dậy chủ yếu là do tác dụng làm giảm chứng táo bón của nó. Nhưng chuyên gia dinh dưỡng cho biết nếu chỉ dựa vào đó, thì không thể chữa trị triệt để được chứng táo bón, mà còn phải kết hợp với việc điều chỉnh ăn uống hợp lý. Do sáng sớm là thời điểm huyết áp cao bất thường, nếu uống nước muối sẽ càng khiến huyết áp tăng cao, vì vậy những người bị bệnh huyết áp cao, bệnh tim mạch, chức năng thận bất thường càng không nên uống nước muối sau khi thức dậy. Nước mật ong. Có người cho rằng nếu sáng sớm uống nước mật ong sẽ giúp làm giảm chứng táo bón, nhưng uống khi dạ dày trống rỗng lại không thích hợp. Bác sĩ chuyên khoa cho biết, trong mật ong có chứa lượng lớn fructose và glucose khiến đường huyết tăng cao, làm cơ thể không có cảm giác đói nên gây ảnh hưởng đến việc hấp thụ bữa sáng. Vì vậy sau khi thức dậy không nên uống nước mật ong khi bụng còn rỗng. Bạn có thể uống một cốc nước lọc ấm trước, 10 phút sau hay uống nước mật ong. Nước hoa quả tươi. Không ít chị em phụ nữ thích uống một cốc nước ép hoa quả tươi vào buổi sáng sớm, với mục đích làm đẹp. Đây là một cách làm không đúng. Thứ nhất, do nước hoa quả rất ngọt, nếu uống khi bụng đói sẽ khiến cảm giác thèm ăn mất đi gây ảnh hưởng tới việc ăn bữa sáng. Thứ hai, do cơ thể thích môi trường ấm áp đặc biệt là vào sáng sớm, nếu uống đồ lạnh sẽ kích thích đường ruột gây ảnh hưởng đến việc hấp thụ tiêu hóa. Đồ uống nên tránh trong ngày nắng nóng. Nước uống có ga soda. Soda có thêm đá dường như là đồ uống thường được ưa chuộng ngày nắng nóng, nhưng bạn nên biết rằng nước ngọt không bù lượng nước đã mất cho cơ thể, mà còn gây nguy cơ mất nước. Nếu dùng thường xuyên, nước ngọt làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng. Rượu bia. Rượu không phải là đồ uống dành cho cơn khát nhưng bia lạnh thì lại rất được đấng mày râu ưa chuộng tại các cuộc tụ họp buổi chiều ngày nắng nóng. Nhưng cẩn thận nhé, rượu bia được cho là một thuốc lợi tiểu do chúng góp phần làm tăng lượng nước tiểu và khiến cơ thể đối diện với nguy cơ mất nước. Img. Cà phê hay trà. Dù bạn sử dụng bất kỳ dạng cà phê hay trà nào, có đá hoặc không có đá, đặc hay loãng thì đều có thể làm tăng nguy cơ mất nước. Các chuyên gia cho rằng, đối với những người uống cà phê quán, đồ uống như trà đá hay cà phê thực sự có thể làm bạn uống nhiều nước hơn trong ngày. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.